Bích Phượng xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ tư ngày 26 tháng 8 năm 2020. Đến với bản tin Hoa Thịnh Đốn là bản tin phân tích và bài bình luận thời sự Hoa Kỳ. Để mở đầu, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi bản tin phân tích chiến thuật miễn trừ thuế của Tổng thống Trump do Nam Anh thực hiện. Dùng chiến thuật miễn trừ thuế, Tổng thống Trump kéo các công ty Mỹ khỏi Trung Quốc bản phân tích do Tâm An biên soạn. Nam anh kính mời quý vị theo dõi. Tổng thống Donald Trump muốn cung cấp các khoản miễn trừ thuế để lôi kéo các công ty Mỹ chuyển cơ sở sản xuất ra khỏi Trung Quốc. Chính sách này nhằm đẩy nhanh hơn quá trình chia cắt hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Trong bài phát biểu vào ngày 17 tháng 7 tại Minnesota, tổng thống Trump tuyên bố: "Chúng tôi sẽ tạo ra các khoản thuế tín dụng cho các công ty nào mang việc làm từ Trung Quốc trở lại Mỹ. Và chúng tôi sẽ đánh thuế lên các công ty nào rời Mỹ để sản xuất ở nước ngoài. Hoa Kỳ xem xét lại mục tiêu sử dụng nguồn lực bên ngoài. Hoa Kỳ nổi tiếng với chiến lược kinh doanh được gọi là sử dụng nguồn lực bên ngoài. Khi nhiều sản phẩm nổi tiếng của Mỹ được sản xuất ở nước ngoài, các thương hiệu mang tính biểu tượng như Nike, cũng có các nhà máy sản xuất lớn ở Trung Quốc và các khu vực khác ở châu Á. Một trong những công ty có giá trị nhất của Mỹ, Apple, sử dụng một công ty Đài Loan có tên là Foxconn để sản xuất phần lớn iPhone của họ. Foxconn có nhà máy ở cả Trung Quốc và Đài Loan, theo BBC. Vào tuần trước, thì Liu Yongwei, chủ tịch Foxconn, nhà cung cấp lớn nhất cho Apple, cũng là nhà sản xuất điện tử lớn nhất thế giới với lực lượng lao động lên tới 1 triệu người ở Trung Quốc, cho biết công ty dự trù cung ứng công nghệ toàn cầu sẽ chia thành hai, một cho Trung Quốc và nhóm liên kết với họ và một cho Hoa Kỳ và các đồng minh. Trong khi đang xây dựng năng lực tại Việt Nam và Ấn Độ, Foxcode cho biết họ đặt mục tiêu tăng công suất ở bên ngoài Trung Quốc từ 20% lên 30%. Trung Quốc thường được gọi là công xưởng của thế giới đã bị giảm chỉ số xuất cảng toàn cầu do ảnh hưởng bởi cuộc thương chiến Mỹ Trung và đại dịch Covid-19. Hoa Kỳ quyết định chấm dứt sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Tổng thống Trump cam kết tạo ra 10 triệu việc làm trong 10 tháng tới để nhấn mạnh thêm rằng những công ty nào thuê người lao động bên ngoài nước Mỹ trong các ngành công nghiệp then chốt sẽ bị mất các hợp đồng liên bang của họ. Ông Trung khẳng định nếu ông tái đắc cử tổng thống, nền kinh tế Mỹ sẽ phục hồi mạnh mẽ sau cú sốc từ đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Chỉ còn 11 tuần lễ trước bầu cử và với tỷ lệ thất nghiệp 10.2%, tổng thống Trung muốn đẩy nhanh hơn thông điệp khuyến khích các tập đoàn sản xuất hàng hóa và dịch vụ tại nước nhà hơn là ở những quốc gia như Trung Quốc. Ông Trump cho biết, tại tiểu bang Michigan hiện có nhiều nhà máy sản xuất xe hơi và vẫn đang tiếp tục phát triển rộng lớn. Đây là điều chưa từng thấy trong 42 năm qua. Chúng ta sẽ kết thúc sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Chúng ta sẽ tự sản xuất các loại thuốc quan trọng và những nguồn cung cấp cốt yếu của chúng ta ngay tại Hoa Kỳ. Đại dịch viêm phổi Vũ Hán mà ông Trump gọi là bệnh dịch do Trung Quốc sản sinh đã giúp tạo thêm động lực cho giới chức chính quyền Trung và các thành viên của Quốc hội để thúc đẩy việc mang các nguồn cung ứng trở về lại Hoa Kỳ. Ấn Độ, Đài Loan và Nhật Bản cũng cung cấp các ưu đãi tài chính để thu hút các công ty rời sản xuất ra khỏi Trung Quốc hoặc ít nhất là gia tăng đầu tư tại nước nhà. Vào 3 năm trước đây, văn phòng đại diện thương mại Hoa Kỳ chính thức đưa ra cuộc điều tra về việc Trung Quốc đánh cắp tài sản, sở hữu trí tuệ của Hoa Kỳ. Kết quả của cuộc điều tra này tạo cơ sở cho cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, bao gồm cuộc chiến thuế quan trị giá khoảng 500 tỷ Mỹ Kim, theo Bloomberg. Theo Ngân hàng Bank of America Corporation, một báo cáo gần đây đã ước tính rằng Hoa Kỳ có thể sẽ tiêu tốn khoảng 1.000 tỷ Mỹ Kim trong vòng 5 năm để mang tất cả các nguồn sản xuất ra khỏi Trung Quốc. Những gì chúng ta đang làm cùng nhau gần như là một phép màu kinh tế và giờ đây chúng ta sẽ làm điều đó một lần nữa. Chúng ta đã xây dựng nền kinh tế vĩ đại nhất trong lịch sử thế giới và sẽ lại làm điều đó ngay bây giờ. Ông Trump phát biểu trong chiến dịch trái tranh cử của mình. Chính quyền Tổng thống Trump đang có các hành động nhắm vào Trung Quốc trên nhiều mặt trận nhằm tái cân bằng quan hệ kinh tế giữa mỹ với trung quốc thông qua các biện pháp hạn chế áp dụng lên các công ty trung quốc như huawei lệnh cấm tiktok và một loạt lệnh hành pháp để đảm bảo sản phẩm các sản phẩm quan trọng ngay tại mỹ